Em nằm ở đây nằm mấy gì sớm, ở trong phòng trọ thì hỏi bệnh khỏe chưa này kia, bà con bệnh xong chú nghỉ, người ta thấy em đi ra vô chích thuốc, người ta tưởng là em đi bán, tôi hỏi sao bệnh không nghỉ cho khỏe rồi đi bán. Nó cái điện thoại ấy nó hư mà nó mất xét rồi đến còn gì luôn. Không phải em dục quá. Em nó còn có mặt kiến không à, nó còn có em lột ra nó vỡ. Cái điện thoại này là không phải cái điện thoại chị mới mua nè. Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại phường Mỹ Phước thuộc thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Vậy và hôm nay thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại thăm hoàn cảnh thôi. Chị Duyên, một cô gái Việt mốc bị lừa bán sang Campuchia 21 năm và sau khi được lên trọ thì sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân thì không biết hiện tại cuộc sống của chị đến thời điểm này như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục theo Bùi Hồ vào bên trong ha. Rồi em chào chị Duyên, chào Phúc ha. Dạ. Các anh em cũng chào cô bác quý anh chị luôn. Hôm nay thì có dịp trở về đây để thăm lại hoàn cảnh của chị Duyên nói riêng và cũng như là hai vợ chồng nói chung với lại một trong một cái căn phòng trọ như thế này. Thì trước nhất là chị cho tụi em biết là cái cuộc sống của mình hiện nay ở đây như thế nào rồi. Và thời gian qua em nghe nói là chị bệnh rồi sức khỏe của chị như thế nào? Dạ, bây giờ cũng sống ở đây thì cũng ổn mà lúc mấy bữa trước mưa em bị sốt lần rồi sao lại em đi bán sao chợt té rồi về mấy đầu nằm hoài chích thuốc vô nước biển mỗi ngày cũng có hết. Bây giờ mình nói về cái cuộc sống ở trong phòng trọ này. Dạ. Thì ở đây mình có còn thiếu thốn gì không hay là như thế nào? Sinh hoạt sinh hoạt ở đây trước đi. Ừ. Sinh hoạt nó như là thiếu thốn thiếu cái gì nhưng mà mình ở đây làm sao cách ở đây làm sao nó bực bội là không ở đây đó. Thì nó hơi hầm như em chị tiên cũng tính họp vô đi học nghề, em cũng tính đi học nghề với em đi bán thì cũng có lãnh lợi chúng ta đi. Phòng trọ nào á thì nó cũng phải hầm nóng nực. Dạ. Rồi. Dạ. Tại vì căn phòng trọ thì ở ngay tại cái thành phố Long Xuyên này đó. Ừ. Thì nó đều giống nhau cả. Dạ. Nên mình có quạt thì bây giờ em thấy ngồi đây là nó cũng mát lại. Dạ. Rồi chị Tiên nói nếu mà còn có ai trả phòng lại cho đổi phòng giờ ra phòng trước nó cũng mát. Ừ. Nếu như mình giờ phòng được thì giờ. Dạ. Còn em thấy phòng trọ này cũng ổn định đó. Có. Dạ. Thấy sao? Em tại ít ở nhà mà. Ừ. Chứ mình đi làm không biết. Ừ. Hiện nay em làm cái công việc gì là mỗi ngày thu nhập bao nhiêu, có đủ sống cho hai vợ chồng không? Nói chung là em làm thì còn khoảng không xung ngoài 300. Ừ. Mà em gửi thì gửi đéo nhà mẹ gửi mà. Ừ. Tuy cũng thấy nhìn được. Mà tính nay đi làm sáng cái xe hư xong cái chạy bến để xe luôn sửa luôn rồi sẽ biết gì đây hả? Mình lo cho nó đi luôn. Bữa nay có làm không? Có, sáng đi rồi xe hư cái đậu bên sân luôn đó thì sẽ biết bắt về. Hôm ngày em gỡ mẹ là hết nhiêu rồi? Cũng hơn chín mấy. Một triệu mấy rồi. Chi phí sinh hoạt cho hai vợ chồng là mỗi ngày bao nhiêu tiền? Tôi có cần hết 50 là tiền sống á. Chi phí mình ăn xài ở trong nhà là nhiêu? Là anh đi làm lỗ xăng em rồi riêng bên chủ nghiệp còn em ăn. Còn em thì ở nhà coi cơm nước cũng vô 100 mấy. Tại tiền xăng đi là cũng có 40-50 rồi. Và anh phải ăn rồi uống cà phê hút thuốc thôi. Còn em nhà đói, em ít chú đói không có ăn được. Bệnh ăn không có được, cũng bớt giảm cái rồi chỗ đó. Có nghĩa là chi phí sinh hoạt nó vẫn đủ đúng không? Dạ. Yeah. Vẫn đủ cho, có nghĩa là Phúc làm vẫn đủ cho gia đình, cho. Yeah. Chị sinh sống đúng không? Dạ. Yeah. Còn chị nói là chị bệnh, chị té làm sao? Té bữa chợt, trời mưa chợt té, té rớt điện thoại dân hơn. Rớt ở đâu? Chỗ lắm, chỗ cắt rồi này, chỗ cái đường hẻm đi vô mà nó có cái đóng đường chính giữa đó. Xình. Bước lên xình nó chợt té. Ừ. Văng cái điện thoại văng đi cuốc một lời. Ừ. Cái điện thoại đâu? Hư. Ông ném coi với anh cũng vừa lấy rồi lần được khác nè. Cái điện thoại mà hôm trước là Phong cho tiền mua đó đúng không? Dạ. Mua 1,5 triệu đó gì. Ừ. Mất màn hình ra luôn á. Mất cắn vô sắt là đạn đạo á. Rồi hiện nay là chị xài điện thoại gì, em điện chị không được? Không có xài.
Bữa hôm qua em điện cho anh Phong, anh Bùi Hồ biết là nó có gì điện cho thằng Đấy liên lạc với em. Cái điện thoại đây, rồi cục pin gì đâu hết trơn rồi. Đăng mất tiêu cho kiếm, có thấy cái này đang giữ cái sim này đang lại có gì không liên lạc lại với anh cho em cũng có nhớ số. Rồi sao còn cái khung không vậy? Cái khung em lấy hai cái sim ra rồi em tính chị Tiên kêu dục bỏ đi em tính dục. Sao có người em nghe người ta nói là chị cầm hay bán rồi? Đâu có đâu, có hỏi ông Đế, ông Đế em nó biết rồi em té thì giờ là mấy chị em lấy đồng pin ra gọi kiếm. Mấy chị em cầm đồng pin gọi kiếm nó bỏ trong nhà hai cái đồng pin. Chứ không kiếm mình lên làm kiếm cũng không có thấy đâu. Ai biết đâu em nghe người ta nói. Bỏ người ta thương thì chứ cái gì cũng được, mà người ta ghét thì người ta nói vô sao cũng như vậy. Em bệnh em nằm ở đây nè mấy gì sớm gọi ở trong phòng trọ thì hỏi bệnh khỏe chưa này kia bộ con bệnh xong chủ nghỉ người ta thấy em đi ra vô chích thuốc người ta tưởng là em đi bán tôi hỏi sao bệnh không nghỉ cho khỏe rồi đi bán. Rồi mấy ngày rồi bệnh mấy ngày rồi? Hơn tuần rồi đó. Hơn tuần. Dạ. Rồi thuốc sao khám bệnh sao? Chích đó, là 150 mà chích chích dưới vô nước biển luôn là 500 mấy. Hai mũi ở chích hai mũi với hai chai nước biển là 500 mấy. Không chích chích mấy ngày rồi? Chích cũng 4-5 bữa rồi. Có hôm qua hôm kia hai bữa là không được chích. Tại vì nó tiền nói chung là nó giờ anh Phúc làm cũng được bao nhiêu rải bển trơn người làm không có đủ tiền. Không có em hiện có bán số nữa, chích nữa thì giờ không có tiền để chích đi uống biển. Rồi chị Tiên nói thôi giờ mẹ đưa mẹ chồng em qua có cho em chịu nói thôi để chích đi uống biển hết cái tiền đó rồi đợi anh Bùi Hồ về dắt đi khám tổng quát cho biết cái bệnh sao mà chị với chích đi uống biển hoài cũng có hết. Chích thì có uống thuốc thì nó giảm thấm thuốc thì nó ngủ là nó khỏe mình tới hồi giật thức cái gì là nó cũng cưng cưng cái đầu như vậy. Hôm nay em uống gì được không? Dạ, ăn được chút chút. Sáng nay mình nấu cơm ăn hay là mình nấu cơm tiền? Không, em ăn bánh canh rồi uống thuốc. Mẹ đau phòng nhất không vậy? Còn mới ngủ thì sao mình nói chung là uống thuốc rồi ngủ thì không sao mà thức dậy là nó tưng 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 như vậy. Hiện giờ uống mới uống thuốc vẫn còn tưng cái đầu. Bao tử sao? Bao tử thì ăn thì nó đau, ăn vô nó đau. Ngộ ăn cũng đau. Dạ hả? Dạ. Thân té vậy em có đi bác sĩ khám bệnh không hay là ở nhà bơm thuốc ăn lại gì không? Chọt sình té. Con này nó chưa mua kịp, chưa mua. Rồi em chỉ đi lại đây mấy bữa em bị chóng mặt với đầu thì đi ra đây người ta khám với đâu cái áp ta nói em bị tụt áp với gì thiếu canxi. Thiếu canxi. Dạ. Ở ngoài chỗ là Minh hay gì? Quậy Minh. Còn tiền không? Hết. Một ngày 500 mấy đó là cái tính. Là vô nước biển ở đâu chị? Ở ngoài chỗ Quậy Minh. Nghe tính ở ba. Vô hết 4-5 ngày. Dạ. Hôm trước là em, trước khi em đi nước ngoài là em chỉ còn bao nhiêu tiền ta? Còn tiền vốn với số với tiền của 1.9 triệu. Không phải đâu, cái 1.9 triệu là cái lúc mới mướn nhà trọ mà. Với bữa anh đi Ấn Độ kìa. Là anh đưa lại 660 ngàn. Dạ. Với tiền vốn bán với số 1 triệu. Chứ mẹ chồng em qua cho 1 triệu. Em bữa đó em để chị 1-2 nữa. 1.2 triệu em cho ông để 500. Dạ, dạ. Là xài cái tiền đó. Là tiền đó là để vô nước biển hết rồi ha. Dạ. Hôm nay thì em thấy cái gương mặt của chị nó hồng hào lại tí xíu rồi đó. Dạ. Nó đỡ hơn mà lúc mà sống ở dưới gầm cầu. Dạ. Bây giờ là trong túi hết tiền. Yeah. Rồi điện thoại cũng hư luôn. Yeah. Thì điện thoại em hư là em mượn điện thoại người ta nhập vô Zalo điện mà điện cho mấy anh thì mấy anh nói là sống chợ bệnh không có sống gì đâu. Dạ mạng yếu. Rồi. Điện em điện không được. Dạ cái hôm qua này em mới lấy số để em điện thử vô em mới nói là cho hay là điện thoại em bị hư. Để tiền nó gì xài được sao? Chị Tiên á có điện cho em là nếu được thì sẽ sau này sẽ hỗ trợ cho chị đi học nghề. Ừ. Thì
thì học làm spa, làm gội đầu dưỡng sinh hoặc là làm nail, thì ý của chị như thế nào? Thì em cũng muốn học. Muốn học ha? Dạ. Vậy nhóm học được không? Hay là chỉ học theo ý của chị Tiên thôi? Không, cái đầu cái gì nhưng như cái gì cũng vậy, cái gì mình lúc đầu không biết thì học từ từ nó cũng quen, cũng sẽ biết thôi. Nhưng mà ý em hỏi chị là chị có muốn học nghề đó hay là học để làm vui lòng chị Tiên? Không, em cũng muốn học nghề cho có cái nghề, tại vì em học buôn bán thì em cũng có lanh lợi, em bán cũng có lợi, người ta em học cho có cái nghề trong tay nó chắc ăn cho em sau này. Em thấy cái tay của chị kìa. Dạ. Không có, mình là phụ nữ mình phải dọn lên tí xíu chứ. Cái tay gì đâu mà bẩn quá rồi không dọn lên, rồi sao mình đi làm cho người ta làm ba là làm đẹp, mà cái tay chân của mình phải dọn lên chứ chị. Sạch sẽ, sạch sẽ. Rồi bây giờ là tại sao hổm gài á, là chị bệnh sao em không lấy tiền qua trị cho vợ? Em cũng phải bận, tại vì đi trở đoàn em nữa, lớp học nữa. Giờ là sao? Là em kêu gỡ cái bệnh đi, gỡ cái bệnh sau này cần cho nó lấy lại. Chứ đem về đây thì em nói chung là đem về đây thì mấy anh cũng biết rồi. Hai chồng đi làm cũng gửi cho bạn giữ. Cũng như chị Tiên có nói chuyện với anh, nó đem về đây thì em giữ tiền cái đồ. Sao chị nói cũng sao? Như là chị Tiên có nói với cũng có nói chuyện tâm sự với anh là đem về đây thì tiền bạc em giữ nhiều cũng được gì đó, thì gửi em làm như giữ bệnh đi, còn bên đây tiền em bán số lời cũng ăn cũng đủ, chứ để tiền chảnh là để xăng đổ xăng này kia đi về thôi, tới lui làm thôi, chứ đừng có em cũng muốn cho anh đem về. Tiền nào bệnh ba mẹ em giữ bệnh, có nào cần có ý anh Hồ là cũng như là nói hẹn quay ra là em hết tiền trị bệnh, là ý Hồ cũng như nói với Khúc á, còn lấy cái tiền đó về để điều trị bệnh á. Cái số tiền đó mới anh mới gửi được 1.000.000 mà mẹ anh có đưa lại hết 1.000.000 của hổm rồi đó. Là cho, như mẹ nói cho, nhưng mà thấy mẹ cũng khổ, còn nuôi em bệnh chắc là em nghĩ là tiền đó em không lấy. Mẹ nói là mẹ cho, mẹ chồng nói là cho, nhưng mà em nghĩ là tại mẹ còn nuôi em, chú ảnh đang bệnh. Rồi em suy nghĩ là tiền đó em không lấy, như là tiền đó ảnh lấy lại gì đi. Là mới đi qua thăm cỡ thứ hai chủ nhật thì mình... Chủ nhật thì là ảnh qua thăm. À, chính ba chồng em là người chở em lại tới chỗ bác sĩ với bác Nguyễn chích thuốc. Chị Tiên cũng có nói với em gì nè, cũng như tất cả các mạnh thường quân á, cái nào thật á thì người ta thương. Đến thời điểm hiện tại thì cũng có rất là nhiều người cô chú anh chị quay lưng đối với chị, nhưng vẫn còn đó những mạnh thường quân vẫn thương chị. Thương chị vì một cái thời chị đã sống ở Cam á, nó vất vả quá rồi. Đẩy chị vào xã hội lúc chị còn quá trẻ, lúc mới có 13 tuổi thôi. Thì về đây thì chị vẫn cảm thấy hụt hẫng so với cuộc sống hiện tại. Nên chị Tiên nói riêng hay là cô hay là chị Linda Trần hay là chị Kim Văn Quỳnh hay là tất cả các mạnh thường quân vẫn thương chị vì một cái thời khó khăn đó. Mà đến cái thời điểm hiện tại chị với lại Phúc á, tuổi cũng còn rất trẻ, vẫn còn sức khỏe, vẫn có thể lao động kiếm tiền được. Tuy nhiên người ta thương chị là mới bước đầu về Việt Nam, giúp cho chị vốn để mà làm ăn, cho chị làm lại cuộc đời một lần nữa. Chứ người ta sẽ không bao giờ giúp mình mãi. Chị nên nhớ một cái điều như vậy. Và có chuyện gì khó khăn thì mình cứ tâm sự thật hết với mọi người, để cho người ta sẽ hiểu hơn cái cuộc sống của mình hiện tại. Ngày hôm nay á, em với lại mấy anh em đến đây á, cái thứ nhất á là thông báo cho chị, em nghe chị Tiên Trần nói rằng là chị với Phúc không có điện thoại để liên hệ, không còn cái nào cái kia hư luôn, thì chắc có lẽ là sẽ mua cho chị với Phúc ngừng cái điện thoại ha. Cái thứ hai là ngày mai, sáng ngày mai em còn ở đây. Em sẽ cùng chị đi lại bệnh viện Đa khoa Long Xuyên khám tổng quát.
cái số tiền của chị Linda Trần á, là em 200 đô là 4.660.000 là em đưa cho chị rồi, hết 660 còn lại 4.000.000. Thì em sẽ giữ luôn cái số tiền đó để đi khám tổng quát lại chị Tiên Trần. Thì bao nhiêu nữa em nhập vô khám, bao nhiêu còn bao nhiêu thì em sẽ hỏi ý kiến của chị Tiên Trần. Để em sẽ sử dụng cái số tiền của chị theo cách Linda luôn. Còn nếu như mà chị Tiên Trần có muốn đẩy cái phần đó cho ai thì em sẽ thông báo sau. Nếu như số tiền nhiều quá thì em sẽ làm một cái sổ tiết kiệm cho chị. Và em với chị sẽ cùng đứng tên. Một người không thể nào rút được tiền. Đồng song hành đứng tên đó, chị hiểu không? Là anh vừa phải kiểm soát. Đúng. Có chị và có em thì mới rút được cái số tiền đó. Và em sẽ công bố cái số tiền đó lên mạng. Ha. Đó. Thì cái đó là hôm nay là em muốn thông báo cho chị như vậy, với lại coi tình hình sức khỏe của chị. Em bất ngờ là họ bây giờ kiểm soát tiếp em số tiền còn giữ. Rồi chị hiểu không? Rồi vậy có chịu không? Dạ chịu. Đầu tiên là ngày mai phải đi khám bệnh trước. Có gì hiểu chưa? Hiểu chưa cái đầu? Cái đầu. Hiểu hỏi gì hiểu chưa cái đầu? Nhức đầu. Mừng không? Tâm trạng lúc giờ thế nào rồi? Em cũng bình thường, chồng đi làm đột nhiên vui. Chị có nhớ là những lần trước đây á, khi em nói là em sẽ không quay chị nữa. Tại vì ở ngoài kia thì cũng xã hội cũng còn khá là nhiều người. Người ta không có nhà cửa, người ta phải sống ở gầm cầu. Thì khi được mọi người cứ giúp hết lần này đến lần khác thì mình lên đây mình ở, thì cái cuộc sống nó ổn định hơn. Thì mong là cố gắng vượt qua, đừng làm mọi người thất vọng nữa. Rồi bây giờ mà hỏi cái cuộc sống của mình là sống ở cái giường này thấy sao rồi? Trả lời đi. Em nó ngủ đi cho hỏi chờ. Ngủ được không? Dạ được. Chứ lại nó bệnh em sao đi. Em làm vậy mà nó nằm ngủ không tiền. Nhưng mà ngủ có im không? Có lắc lư gì không? Có kêu cóc két không? Ok. Đấy ngủ không được đúng không? Mà làm sao nhúc nhích? Ngoài ngủ kiểu chở mình nữa. Kêu cái hai chồng muốn ngủ cho bệnh tại những cái bệnh. Nó uống thuốc lại rồi thuốc giặt. Rồi nó khó ngủ, thành ra nó bực bội. Không ngờ là nó nghe em nghe chị Tiên Trần nói cái điện thoại ấy nó hư mà nó mất xét mà đến còn gì luôn. Không phải em dục quá. Em nó còn có mặt kiến không à, nó cười của em lột ra nó vỡ. Cái điện thoại này là không phải cái điện thoại chị mới mua nè. Dạ. Điện thoại lúc em mua của dưới anh Phong cầm. Không phải. Cái điện thoại này, cái vỏ cái sườn này, sườn khung cũ nè. Nhưng mà em mua là cái đó, nhưng mà em đâu có biết là cục cũ em á. Chị mua là cái mới. Nhưng mà cái khung này chị đưa cho em là cái khung cũ. Không phải đâu, em mua cái đó luôn đó. Mới là anh dán ở ngoài là anh để cái mặt kiến lên, dưới cái ốp lên rồi em đi mua em không biết. Mà em mua á. Tiệm ở dưới Phượng Toàn. Để lấy lụm cái vỏ không? Đi lụm ngoài này nè. Thôi nhưng mà em thì em mua cái nào em lấy cái đó. Nhưng mà em không có nói chị nói gạt em, mà em thì rất là dễ tin người. Nên là nữ là mong là mọi chuyện nó đều giống như chị nói và em tin chị. Nhưng mà thôi thì chuyện gì em không muốn nó sâu xa quá, cái chuyện nào thì qua được thì nó cho qua. Có gì khó nói với em thì nói em nghe. Thì cũng chị Tiên nói là tại điện thoại em mua cũ đó. Bởi nói chuyện nghe nhiều khi cũng có gõ chập chờn. Rồi em cũng đi mua em. Nhưng mà chị mua là cái em muốn chia sẻ chị cái câu chuyện như nè. Điện thoại của Phong mua á, Phong cho tiền chị mua là điện thoại mới. Cũ, em mua lại cái sàn tay. Một triệu rưỡi luôn sim là không có phải điện thoại mới. Đó, không có cục sạc luôn. Không có cục sạc, phải mua cục sạc riêng. Không có dây nghe luôn. Hỏi này thì cái ngày tháng là năm 2022 nè. Không có cục sạc là 1.500.000. Có sạc luôn là 1.500.000. Thì ý viên với Phúc nó nói là điện thoại này mua là qua tay. Dạ. Điện thoại sang tay. Thôi thì nó cũng đã hư rồi, biết nói sao giờ. Bây giờ muốn chị với lại Phúc muốn mua cái điện thoại bao nhiêu tiền? Em cũng biết. Phúc. Em thì đi rồi em có điện thoại là có phim, đi chơi game giải trí, chứ không nghe gọi được.
Rồi hổm gài thì em đi làm được vậy thì nó cũng khá tốt rồi. Hôm nay thì đồng hành với anh thì có nhãn hàng giải độc gan Tại Linh, một cái sản phẩm dành cho những người bị chức năng gan nè, có nhiều bia rượu á, thì anh tặng cho em để mà em sử dụng ha. Ở trong đây nó có hướng dẫn sử dụng hết à, thì em cứ sử dụng nó hỗ trợ cái chức năng tiêu hóa gan của em, giải độc gan cho em ha Phúc. Cảm ơn anh. Em trích tiền của chị Linda Trần đó, gửi cho chị 1 triệu để mà chị đi thuốc riêng biển, chích thuốc rồi mua đồ ăn tâm bổ vô. Ngày mai mình sẽ đi vô cái tổng quát cơ quan hơn. Rồi chị Linda Trần ở Mỹ. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng như các anh em xin chào, hẹn gặp lại cô bác anh chị ở lúc sau luôn ạ.